Merry Christmas! Anh ơi! Anh đi ngủ rồi. Anh yêu ơi, Merry Christmas! Anh yêu ơi, đi ngủ rồi. Anh ơi, nói này! Đi ngủ rồi, đi bùi. Đi bùi là đi mô. Đi bùi! Đi outside đi. Không. Mệt mỏi. Anh mệt mỏi. Anh nói Merry Christmas to các bạn đi anh. Nó no, các bạn. Cái thằng cha này thiệt tận. Mọi người ơi, hôm nay là ngày 24 của tháng 12. Bây giờ mới có mấy giờ? Honey, you should be sleeping. Why are you up so early? Because of you, honey. I don't like it. You woke me up. Mấy giờ rồi? What time is it? 7:12. You woke me up, man. You woke yourself up. Your bum said, oh, bon year, đi về Sunday. And you're running so much, so that's why I'm up. Oh, that's because I slept very well the last couple of days. Yeah, good. Well, because actually you in, last night. Only. You in bed with Am. Đúng không? Calm down. Because you in bed with Am. What thing? Two sails are connected together up on top of each other, floating up on the top. The snails? Yes, with a piece of grass connected to them. Oh, yeah? Damn things. And oi. Vì nào mà sáng như anh em đổi? Em đổi, em không biết nấu chứ hết anh ơi. Hôm qua em ăn mì tôm đó anh. I'm not making the shrimp or the... No, hôm qua em ăn ramen noodles. Good. Not good, An. Yeah. You rửa chén đi, you. I'm not washing dishes. If I'm making food today, you wash the dishes. Ông nội khi nào ông nấu ăn mà mình ăn kẻ là mình phải rửa chén. Nam! Cái chí rồi anh? Này! Này! Mù rắn! Mù rắn! Thằng rắn! Xì! Thì hôm qua mình chia sẻ là mình rửa một nửa chén bát để một nửa kia cho ông. Thì thấy một số khán giả có vẻ không thích cái điều đó. Oh, my eyes! Ôi trời ơi anh ơi! Này honey. What? Honey ơi. What? Anh nấu món chi cho Giáng sinh rồi anh. I'm not making you any breakfast, no. Không không nấu thì thôi, em chết đói. Chết đói đi. Nhớ hai. Many many people can last long from hunger. Yeah. Be just fine. I can make food for myself. Oh, can you? Yep. So no, you don't give me lips. That'd be great that you make food yourself. Yeah. Khi nào ông cũng lấy đồ ăn ra dò mà nấu nãy. Không không làm cái này, không làm cái nọ, tao ăn không nấu ăn, không nấu chị em. Không qua chấm đi làm, không qua vơ, không làm chi hết, không nấu cho chấm. Rồi cũng chết. Vì không... Nói chấm, nấu cho vơ đi, đòi bom. Này, 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 vì không... Không có chí nấu hết. Yeah, có nhiều chí ăn hết. Không có food để nấu, không có ingredient. Ouch! Đau chân anh! Well, it's always in the way, you need to put it up, honey. Yeah. Đau, đau, you hit my leg with that thing. Your leg hit that thing. Nhú nhở hai. Thì một số khán giả có thể có lẽ là có thấy là phản ứng rồi bình luận hơi gay gắt nãy ích kỷ nấu ăn rửa bát rửa chén rửa bát mà rửa một nửa thôi mắng rửa cho chung luôn. Thì chuyện là thế này các bạn.
cái ông Dustin. Honey, you need to fold your laundry. Từ từ. You've been here for like a month. Từ từ, yeah, đó. Đại chứ thầy ông tổ về chứ ông nói đụng cái đồng áo quân đó. Này. Honey, này. Don't. Đất. À. Fold your laundry. Can't find my socks. Right, so. I would just fold my part. You have to fold yours. They're all yours. No. I already folded mine, Mukia. Besides, hey. But didn't he? Dustin didn't he? Ôi dồi ôi. Điên vì vợ điên nữa. Vì điên vì vợ vợ làm chi mà điên. You got up too early, man. I need my time to rest. Này, này, này. You're the one who came in and this and that. I didn't come in, you came out. You did, yeah. Trời ơi, ông đi. Sớm, sớm quá mà ông đi một đồng áo quân trên giường mình á. À, thì... cái lý do tại sao mà mình rửa một một nửa chén bạc thôi. Các bạn biết không? Các bạn biết cái sống... Hai người mà sống với nhau trong một nhà ha. Những người nào mà có vợ có chung có vợ có chung rồi mới biết à, ta nói các bạn ơi một người một người mà cứ dọn dẹp hỏi là người kia à, kiểu như là trưởng mở là không muốn làm gì hết cho nên phải làm như vậy. Này, 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 này. Đi ngủ rồi. Honey. You need some light? There's some light in here. I am not that light, honey. Turn it off. Honey, turn on the light. Cái thằng cha này thiệt tình. À, xin lỗi mọi người nha. Cái video này mình không đăng cái mặt mình được. Tại vì mình đang nằm trên giường vậy hơn nữa. Video cũng 7 phút mấy rồi, mình muốn thêm nói thêm vài phút nữa rồi rồi tắt cho nên muốn làm nó liên hoan các bạn cố gắng nhìn vào cái trần nhà với cái tủ nha thì mình giải thích một chút thôi là thật ra như các bạn có một số người ghét mình thì ghét rồi cho nên mình nói gì người ta cũng ghét hết trơn à mà một số người nói làm YouTube mà không đưa những cái gì đó vui vẻ rồi bổ ích lên chia sẻ đưa những cái gì đăng những cái gì vớ vẩn này nọ thế kia thì à, người ta nói gì thì nói còn mình làm là việc của mình thôi à, thì cái lý do mà tại sao mà mình không có thích làm việc nhà rồi rồi giặt áo quần rồi này nọ thế kia các bạn. Thì các bạn biết đó, phụ nữ không phải để sinh ra để mà làm việc nhà, để mà cung phụng chồng con. Còn ai muốn làm, người ta thích làm thì tùy người ta, nhưng mình thấy đa số phụ nữ là phải làm thôi. Rồi tại vì chồng lười quá cho nên làm riết quen rồi. Tự nhiên biến mình thành ô xin luôn, rồi rên rỉ. Còn bản thân mình, mình rên thì mình cũng rên có những... Mình muốn ông chồng mình làm nhiều hơn nữa, nhưng mà thật sự mình thấy ông chồng mình, ông giặt áo quần rồi ông nấu ăn, đa số ông nấu ăn cho mình, ít nấu ăn các bạn. Còn cái bản thân mình cực kỳ là ghét làm việc nhà các bạn. Mặc dù tới phiên mình chui giòn thì mình chui giòn rất là sạch sẽ. Còn mấy khi các bạn cũng có nhiều khi mình rửa chén bạc cho hai vợ chồng rửa hết luôn chứ sao nữa. À, mình cũng muốn rửa hết luôn các bạn, nhưng mà ta nói rửa hoài là ông chồng mình ông cứ ý là nói ông cứ nghĩ là cứ để vào xin nữa đi, nhiều khi ông để vào trong trong bồn rồi trong bồn các bạn ông không cần bằng nước là ông để đồ ăn nó khô queo là một lần rửa là rửa khó nữa các bạn, bởi vậy mình những cái gì của ông bay ra là mình để cho ông rửa cho mình không có rửa. Mình bực bội, mình rửa mấy lần rồi mà cứ như vậy thôi là mình bực bội cho nên mình phải làm cái cách đó các bạn, để cho ông tự rửa cho mình không có kiểu như là bay cái chỗ nào ra mà mình dọn một lần, hai lần, ba lần. Nhưng mà tới lần thứ tư, thứ năm là mình để cho như vậy thôi là mình nói này, phải dọn cái này đi nha, dọn cái kia đi nha, giống như
cái ông cái tuyệt đần răng cùng với các bạn cái kem đần răng á, mở cái ống kem đần răng ra, lấy kem đần răng ra rồi không không chịu đậy cái nắp lại. Để như vậy á, mình phải nói, mình nói này, tới đậy nắp đần răng thì tôi không đậy đâu nha. Lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba mình đậy rồi, tới tới khi mình đậy hoài là quen quen cái thói là mình không có đậy nữa, mình phải để cho ông làm. Nhiều khi trong người nó lớn vậy rồi đó các bạn, nhưng vẫn giống giống như một đứa con nít. À, người ta nói cái gì đó dày vừa khi mới về nhà chồng hay gì 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 đó, thì mình cũng vậy thôi các bạn ơi. Mình không phải nói là dày chồng dày đâu, nhưng mà phải để như vậy, mày để cho ông làm, để con làm hồi là ông ỷ lại. Mà mình làm hồi là mình cũng bực bực bội này các bạn, bực bội rồi đấm ra nói qua nói về rồi chửi nhau, bởi bởi vậy khổ lắm. À, cái cuộc mình phải nói công nhận là cái tính mình cũng ích kỷ thật, nhưng mà tha ích kỷ như vậy chứ mình không có muốn đi làm việc này việc nọ cho người khác, cho như như một số người phụ nữ khác là cúi đầu mình làm, mình không chấp nhận điều đó. Có thể là cái điều này là nó khó chấp nhận đối với một số người phụ nữ, nhưng mỗi người có mỗi cái cách sống và cách suy nghĩ khác nhau. Mình người nào mà kiểu như ở nhà ăn bám chung chung đi làm về núi thì lo mà cầm cùi làm việc nhà thôi, chung nó về nhà nó thấy việc nhà cứ không sạch sẽ nó chửi, còn dám chửi mình mình cũng đi làm, ông cũng đi làm, cho nên là mỗi người mỗi việc. Còn cái việc của ông mà ông không chịu làm, ông để cho mình làm, nó không bao giờ mình làm. Thỉnh thoảng mình thấy nhiều khi trái trái tay cái con mặt mình dọn giúp thôi, cho con còn đa số là của ông là ông làm thôi à. Còn các bạn biết rồi, trong cuộc đời này hôn nhân cũng như là làm ăn thôi, cả hai đều phải có lời. Còn một bên có lời, một bên không có lời thì sống với nhau không có được đâu nha. Chồng với vợ chồng mình thì sống với nhau được cũng gần 9 năm rồi các bạn, cho nên có nhiều điều nói chung phải bù trừ cho nhau thôi. Còn mấy bạn quay video của mình thì nói chung có thể hiểu được tính cách của mình một phần thôi, chứ không phải hiểu được hết đâu. Cho nên nói chung ai chửi thì chửi, mà ai thương thì thương thôi. Con người mình nói chung là có gì nói đó, cũng không phải là nói hết ra tột lột loạt ra để cho mọi người biết, tại vì có một số điều mình cũng phải giữ riêng cho bản thân mình thôi. Tuy nhiên mình cái cuộc sống của mình kiểu như mình ấy, có thì nói mà không có thì thôi, cho con mình kiểu không có nói thêm nói bớt rồi nói cho nó hoa mỹ màu mè, cho người ta ngưỡng mộ này nọ thế kia, mệt lắm. Ôi, Dustin đi mua đồ ăn rồi các bạn, đi mua ông hồi này ông nói đùa với mình, ông nói cửa hàng cửa tiệm nó bận rộn lắm nha em, không có đi mới 7 giờ sáng thôi mà thấy trước cái parking lot xe nó rất nhiều rồi, hôm nay anh không, hôm nay với ngày mai anh không chỗ đi mua đồ ăn gì cả, em có gì ăn đó nha. Ông nói bên tường, ông nói thật nhưng mà ông đưa đó. Thôi video dừng lại ở đây nha mọi người, xin lỗi mọi người không quay được cái mặt của mình, tại vì buổi sáng cái mặt mình ngủ dậy kinh hôn lắm. Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ nha.